Bộ Công Thương cho biết, từ nhiều năm nay, cơ chế đối với phát triển các dự án điện khí, bao gồm khí tự nhiên và khí hóa lỏng, vẫn còn nhiều khó khăn vướng mắc. Theo quy hoạch điện 8, đến năm 2030, Việt Nam phải phát triển 30.000 MW điện khí. Do đó, việc tìm giải pháp tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh triển khai các dự án điện khí là rất cần thiết. Đó cũng là nội dung chính của cuộc họp do Bộ Công Thương tổ chức mới đây. Tại đây, Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên nêu rõ, phát triển điện khí theo quy điện 8 là hướng đi tất yếu và có vai trò rất quan trọng trong việc đảm bảo cung cấp điện cho nền kinh tế và thúc đẩy chuyển dịch năng lượng ở Việt Nam. Do đó, phải tìm tận gốc rễ nguyên nhân để tháo gỡ, giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong phát triển điện khí trước đề xuất của các nhà đầu tư nước ngoài về việc cam kết sản lượng hợp đồng dài hạn, Bộ trưởng gợi ý EVN cần nghiên cứu đề xuất này, đồng thời có báo cáo chính phủ cụ thể, trong đó nêu rõ khó khăn vướng mắc, đề xuất giải pháp và trình chính phủ xem xét cơ chế, chủ trương để tháo gỡ vướng mắc thực hiện các dự án điện khí trong quạch điện 8.